Xin chào 20 người bạn của tôi. Dạo gần đây không có đêm nào tôi ngủ ngon giấc hết. Tại vì trong đầu tôi, cái não của tôi đang bị hiếp dâm liên tục ngày qua ngày bởi tin leak 3.8 lộn 3.0 của Genshin. Ở phiên bản sắp tới sẽ có rất nhiều waifu và hot scandal xịn sò. Tôi muốn cưới nhưng mà không phải ai tôi cũng roll được. Vì thực sự cái ví tiền và sức lực của tôi không thể đáp ứng được cái sự quý vũ này. Kéo gì nghèo quá luôn. Theo như tin leak hiện tại thì các banner nhân vật ở phiên bản 3.0 bao gồm Tignari, Yongli, Ganju và Mikokomi. Vậy thì nhân vật nào sẽ đáng roll đây? À, cái thằng con trời đánh này, mày không học suốt ngày quy bu quy biết à? Bữa này mày biết tay với tao. Đó, từ từ mày. Vậy thì tôi nên dùng súng hay ít ỏi của mình cho đứa nào đây ta? Bạn nào có gợi ý gì thì nhớ hãy comment ở dưới nhé. Đùa thôi chứ tôi đã có đắt đi zombie của riêng mình rồi. Tôi biết có rất nhiều bạn mới chơi giống tôi cũng rất là đau đầu vì cái việc banner 3.0 có quá nhiều nhân vật xịn như thế này. Thì các bạn đừng lo, nguyên thạch và tài khoản là của các bạn, cho nên hãy cứ roll nhân vật nào mà khiến mình khi chơi cảm thấy vui vẻ nhất là được.